Bất chấp bị ném đá tơi tả, Lệ Quyên em ly trung đội lần thứ năm. Em ly vô cùng xúc động khi nói về chuyện trung đội với Lệ Quyên trên sóng truyền hình. Tập mới nhất của chương trình thực tế chị đẹp đảm giả rẽ sóng vừa lên sóng. Ở cuối tập Thu Phương và em ly được bầu chọn để trở thành đội trưởng cho công năm. Sau đó em ly lần lượt chọn chị đẹp vào trung đội với mình và người đầu tiên em ly chọn không ai khác ngoài Lệ Quyên. Trước đó Lệ Quyên em ly liên tục bị chỉ trích, lúc nào cũng ở trung đội. Thêm nữa khán giả cho rằng Lệ Quyên được ưu ái quá đà nên Emily mới đi theo đoàn chị. Dù lệ quyên Emily nhiều lần đáp trả, nhưng khán giả vẫn ném đá ca sĩ nặng nề. Nói về việc lần thứ năm trung đội với lệ quyên, Emily xúc động vô cùng. Emily chia sẻ trên sóng truyền hình rằng ở những tập phát sóng đầu tiên, lệ quyên đã tin tưởng và chọn Emily về trung đội với mình. Điều đó khiến Emily vô cùng biết ơn. Vậy nên dù có bị nhận xét tiêu cực, thì Emily vẫn không từ bỏ việc ở trung đội với lệ quyên. Ở tập mơ nhất ba đội bước vào vòng công diễn 4 và trình diễn hai tiết mục trình diễn nhóm và trình diễn cùng khách mời nam cuối cùng kết quả thi thố của các đội được sắp xếp đội thu phương xếp hạng cao nhất đội khổng tú quỳnh đứng hạng 2 và đội hồng nhung đứng hạng 3. theo đã, đội thu phương trở thành đội an toàn thăng cấp vào vòng công diễn 5. ở hai nhóm nguy hiểm các chị đẹp phải tạm dừng hành trình đạp gió rẽ sóng là khổng tú quỳnh đoan trang và nưu hương giang